Hello anh em. Rồi hôm nay hàng đã về rồi nha. Đây là cái máy bơm nước điện tử của Toto ha. Nó có một rò le bằng điện tử nè mấy anh nha. Nó dùng cái rò le bằng điện tử nè, cảm biến dòng chảy nè. Rồi cái motor thì nó làm bằng dây đồng và nó tự mồi nước luôn. Có nghĩa là khi anh em mà chăm nước lần đầu tiên á, là máy bơm nó bơm và nó tự mồi nước, không cần lúp bê luôn đó mấy anh nha. Và điều khiển bằng cái hộp điện tử nằm ở đây ha. Điều khiển bằng cái hộp nằm ở đây đó. Thì cái dòng này anh em bên cửa hàng mình đang bán với giá là 1.370.000. Thông số thật con này là 0.5 HP, 370W nha. Lưu lượng của nó là 35 lít ha. Rồi chiều cao nâng tối đa luôn là 35m và hút tối đa luôn là 8m. Rồi đường ống là 34 đó. Tốc độ quay nó là 2.850 vòng/phút nha. Hàng vừa và cập bến luôn rồi đó anh em. Mấy nay trái hàng anh em có nhu cầu mua thì có thể ghé cái hàng mình mua. Đây là cái dòng sản phẩm mà bán rất là nhiều luôn nha, mà tại hãng nó hết nha. Đó, bơm nước rờ le điện tử, motor dây đồng, cảm biến dòng chảy, tự mồi nước đó, nó có mấy chức năng vậy đó. Rồi anh em cứ mua một cái về anh em xài thôi nha, giá rất là rẻ luôn nha, có 1.370.000. Rồi ngoài ra thì cái dòng này máy hút bụi hút bụi nó về nữa nha. Đây nè, tạm hết hàng thì bây giờ là trưa nay là hàng nó sẽ về nha. Trưa nay là hàng sẽ về anh em. Máy hút bụi 740 nha. Đó, 1000W, bình bằng thép phong rỉ nha, vừa hút vừa thổi luôn, có 740.000 thôi mấy anh em ơi. Giá rất là rẻ luôn nha. Cái dòng này 12 lít. Đó, 12 lít nha. Có một bên hút nè, đầu dưới hút, đầu trên thổi nè nha. Đó. Ok. Bình này là chưa nãy về. Cái sản phẩm cái này hết hàng thì chưa về nè, cái này chưa về. Rồi cái bình này là về luôn rồi nè, 1.310.000 nha. Máy hút bụi 30 lít. 30 lít mà giá chỉ có 1.310.000 thôi mấy anh. Nha, cái bình này bình 30 lít nha, công suất của nó là 1.300W. Đây. Đấy hàng trưng bày hôm nay thì giới thiệu cho anh em luôn ha. Đó. Giá là 1.310.000, hôm nay sẽ về nha. Còn cái máy bơm nước thì là mới về ngày qua rồi có hàng rồi. Còn cái này là hôm nay sẽ có hàng. Đó. Thì anh em đang cần máy hút bụi nè, hút bụi có hai dòng. Hôm nay thì hết rồi, dòng này có nè, dòng này có. Và máy bơm nước là có hàng. Ok ha. Đó, anh em có nhu cầu mua liên hệ. Anh em đừng quên Toto nó có máy hàng mic nha, không khí nha. Lâu lâu mình không giới thiệu thì hôm nay mình nói là anh em à. Đây là máy hàng mic không khí, nó chỉ có một chức năng hàng thôi, một chức năng hàng mic thôi nha. 130A giá là 2.080.000. 130A mấy anh em, máy chuyên hàng mic thôi. Dùng inverter ECPT của hãng Toto nha. Cái dòng này thì xài cuộn dây 1kg nha. Đó. Phụ kiện kèm thì nó cho anh em luôn cuộn dây nè nha, cho luôn cuộn dây. Dây này nó chỉ có 0.45kg thôi nha, 0.9. Cho theo dây không tới 1kg nha mấy anh. À, phụ kiện kèm theo đó, nó hàng cho thêm đó. Đó, thì con Toto là nó có gì con này. À. Toto nó có thêm cái cưa trục trượt đó nha. Cưa trục trượt nha, Toto đây nè. Giá trục trượt chỉ có 3.150.000 thôi anh em. Cưa trục trượt nó rẻ lắm. Cưa trục trượt của Toto nha, 3.150.000, dùng lưỡi là 255. Khả năng mà nó cắt anh em, khả năng nó cắt là 320 và nhân cho 69, nhân 89 nha, 89 nhân cho chiều dài là 320 89 đó. Cưa trục trượt của Toto 3.150.000. Ok ha. Rồi thôi đó, mấy mã đó có về đó anh em, nhu cầu mua liên hệ nha. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.